Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì hai anh em sang đi thả lưới nha cả nhà. Cũng mới vừa bổ lưới xong luôn. Bổ còn dư lưới nha cả nhà. Dư này cỡ khoảng 100 mét nha. Bổ nãy không có hết. Bổ giờ giữa xong rồi luôn. Đó, cái này cả nhà, cái này cá ít dính đó. Có 1 chiếc 2 chiếc xuồng à. Còn mấy bữa đó như bằng ngày vậy nè, là cứng bãi chân luôn, mười mấy chiếc thả một ngày con nhát lưới à. Còn cái này muốn thả nhiều giác cũng được chứ. Ngày 3-4 giác cũng được. Đó nha, cầm viền lưới như nè, cá đâm sát sát xuồng chạy từ từ thấy ham, lôi hù hù. Nước giờ này là nước đang dòng nha cả nhà, mới thả có 2 chiếc à, một chiếc đi trước dưới sang nữa là mới hai chiếc à. Rồi, thế nào hai anh em xong phân lưới rồi sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Đó cả nhà, đi xuống nó nớ dưới đó là mình phân giờ. Phân giờ đó mình bủa vô rồi mình thả nớ dưới nữa mới cuốn luôn nha. Anh em xong phân lưới nha cả nhà. Đi vô. Cái gì? Cái gốc. Cốc nha cả nhà. Hết lưới rồi mới dính. Phút cuối. Thiếu nữa mà đâu. Thì con nữa nè. Con thật luôn. Có gì, cái gì, cái cốc nó muốn chết luôn. Tí gì nha. Cá này kho lạc vừa ăn. Khỏe sấy ê, 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 ê,
chưa chụp vô cái gì cái giống á. Buông ra đây, buông. Đó, dùng lớn lên. Ghê không? Phun vô luôn. 3 ký gì nha. 1 ký, 3 ký. Quá đã rồi. Nghe tô tô luôn, nương liệt. Đã ghê không? 4 ký nha. Thằng có cái gì vậy? Phình lớn chưa? Cảm ơn luôn. Đã luôn, vô bánh này nha. Đó thấy không? Nói mà. Cái gì vậy? Cái dính. Nói mà. Dính là dính à. Này dính nha cả nhà. Ngon ghê không? 700-800 gram chèn con cá này chiên tương thôi rồi. Ăn sao được nữa. Béo. Ngon ghê chưa cả nhà? Trứng không luôn. Bánh kỳ luôn bằng tại. Tự dính cái cốc. Trứng không. Có dính rồi. Gì tôm nha cả nhà. Cá tính lên cá lăng. Tôm, tôm, cá sấu. Đang còn nè. Cá hả? Ừ. Tại vì tôm tính lên cá lăng, ngày đông cá. Cốc ép đánh đi tầm nha cái nhà. Tôi càng xanh có 200 gram nha. Dính hàng kiếm đó nha, một ký gì nha, ép nằm nướng phơi dâu.
giờ thì hai anh em sang cũng mới vừa cuốn lưới xong luôn nha. Giờ thì chạy đi bắn cá như thế này, thả xuống cái này thì không có rồi. Thu hôm thì qua nhắc chiều chứ thu hôm anh em thả ba dạo được hai con cá cóc, ba dạo như thế này được hai con cá cóc với một cá em với một con cá mè vinh thôi nha. Con này nhỏ nha, chứ một con cá vinh đâu 700 gram chứ con cá ép đâu ký thì cả nhà. Một con cá cóc này có bự nè. Kìa. Tươi khủng á. Đây, cuối hàng nha. Được chưa? Có 4 ký nha cả nhà. Quá đã luôn. Hôm qua nó dính có mặt lưới mà bắt chằn ai luôn. Đó, ghê không? Con cá mà đẩy bằng tay không dám luôn cái này. Bự cái này. Vàng thôi con cá này mình kho ăn thôi á, ăn chắc không được đâu cả nhà, ngon. Chắc có khoảng là 4 ký. 4 ký có hơn. Tại vì nó quá ú rồi. Bự ghê không? Lội không được luôn cả nhà. Đáy đục mà lội không được luôn. Rồi chứ quên nó dính được con tôm càng xanh nữa nha. Mà nước đục quá cho nên không thấy. Để lát đang bắt lên bán á, rồi quay cho cái nhà xem. Bây giờ thì chạy qua bên Đồng Tháp bán cá nữa. Cái nhà bán thì y như chỗ mà em chạy bán thì nhu cầu. Cá cóc cái này á, cái nhà mấy ông vỗ lãi á, ta đi tới sụp căng á, cái này là do dịch bệnh quá cho nên ta không có căng, ta nghỉ á. Cá đó là ta đi đi miên không à, cho nên dịch bệnh cái này qua ta qua không có được cho nên nghỉ không có căng, đợi hết bệnh thường mới căng lại. Rồi tới nào anh em sang chạy tới chỗ bắt cá rồi sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Giờ thì anh em sang bắt cá anh bán nha. Ồ, cá cóc 4 ký gì nha, thấy ham không? Quá đã luôn cả nhà. Chứ còn đây một con cá ép chứ một con cá căng vinh. Giờ xách lên bán sao nha. Chứ con tôm. Bắt tôm không? Ba. Chừa cho nó ăn đi. Gì? Không. Chừa cho nhỏ nha. À, hai con nữa nha cả nhà. Quá đã luôn. Cá vinh bành kỳ luôn, cá vinh mà chiên cương tràn ăn chảy mồ hôi lưỡi luôn. Ngon. U quay luôn. Vàng hơn cá hú ngon kìa cả nhà ơi. Cá hú đồng kia mấy 2 ký vậy nha. Giờ thì bắt cá lên bán nha cả nhà. Đem này lên. Chiu. Có hú nó ngon nè cả nhà. 3 ký gì nha. 3 ký mấy? Mấy ký? Trời ơi, có hú nó ngon. Nấu canh chua. 3 ký 3. Còn trong bồn cả nhà. Rồi cả nhà, giờ thì hai anh em sang bán cá xong còn vừa lỡ một con tôm cạn đem về nhà. Được con cá cóc bự nãy là 4 ký 4. Bán được hết trơn là tổng cộng là 1.005.000. Rồi bây giờ thì anh em sang đi về nha cả nhà.
Sam xin kết thúc video tại đây. Hẹn cả nhà lại những video tiếp theo nha.